Và quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết liệu Việt Nam sẽ cho Hoa Kỳ thuê vịnh Cam Ranh hay không. Hiện đang có nhiều tin đồn rằng Việt Nam cân nhắc cho Hoa Kỳ thuê dài hạn vịnh Cam Ranh hoặc vài hòn đảo ở Biển Đông làm căn cứ tiếp vận hoặc làm đối trọng với một loạt hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc. Một chuyên gia về tình hình trong khu vực này đã cho biết. Trong bài bình luận đăng trên tạp chí Diplomat vào thứ Tư ngày 6 tháng 5, giáo sư Carl Thayer của Đại học University of New South Wales cho biết bạch thư quốc phòng 2019 của Việt Nam có đề cập đến việc Việt Nam có thể sẽ cân nhắc thay đổi chính sách quốc phòng 3-0. Việt Nam chọn chính sách quốc phòng 3-0 từ rất lâu, có từ bạch thư quốc phòng đầu tiên năm 1998 và được lặp lại trong các bản đưa ra năm 2004, 2009, 2012 và 2019. Theo chính sách này, Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài mượn căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thưa quý vị, Bắc Kinh sắp lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông. Bắc Kinh đang chuẩn bị thiết lập vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan xác nhận trong một buổi chất vấn hôm thứ Ba ngày 5 tháng 5. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát do báo Taiwan News tường thuật. Lời xác nhận của ông Nghiêm Đức Phát diễn ra vào lúc đang có những dấu hiệu căng thẳng trên Biển Đông. Từ tháng 7 năm ngoái tới nay, Trung Cộng cho một số tàu khảo sát địa chất hoạt động bất hợp pháp trong các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia. Không riêng gì Việt Nam, Hoa Kỳ cũng lên án các hành động ngang ngược của Trung Cộng. Đồng thời mới đây thì Hoa Kỳ vừa cho các chiến hạm đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của một số đảo và đảo nhân tạo ở Hoàng Sa và Trường Sa, vừa cho hai oanh tạc cơ chiến lược từ một căn cứ trên đất Mỹ bay thẳng tới Biển Đông. Hành động nhằm chứng tỏ cho Bắc Kinh biết tuyên bố chủ quyền lưỡi bò là vô giá trị. Việt Nam dỡ bỏ cách ly và giới hạn trên các chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam vào ngày 6 tháng 5 ra thông báo về việc dỡ bỏ giới hạn về cách ly ghế ngồi, giới hạn với 80% số khách chuyên chở trên các chuyến bay. Quyết định bắt đầu được thực hiện ngày 7 tháng 5. Cục Hàng không Việt Nam cũng có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng tổng số các chuyến nội địa với 52 chuyến khứ hồi đối với đường bay Hà Nội-Sài Gòn, 20 chuyến bay khứ hồi Hà Nội-Đà Nẵng, 20 chuyến bay đối với Sài Gòn-Đà Nẵng và một số chuyến bay khác. Trong cùng ngày, ba lãnh đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đưa ra rất nhiều đề xuất nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch và cách ly xã hội. Tại các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, hàng quán tiếp tục thực hiện biện pháp bảo đảm các điều kiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Có hai học sinh từ Cambodia về An Giang khiến cho 63 người bị cách ly. Hàng chục giáo viên và học sinh phải bị cách ly tại trạm y tế xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang sau khi có hai học sinh từ Cambodia trở về quê đi học. Theo thông tin truyền thông trong nước, vào ngày 6 tháng 5, hai em học sinh lớp 5A và lớp 2A của trường tiểu học xã Vĩnh Bình, hai học sinh này đã cùng cha mẹ sang Cambodia làm thuê trong thời gian cách ly xã hội sau khi trốn về nhập học vào ngày 4 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của hai em học sinh này bình thường, nhưng ngành chức năng đã thực hiện cách ly tập trung đối với ba bà cháu tại trạm y tế và giám sát theo dõi cách ly tại nhà 63 trường hợp là học sinh và giáo viên chủ nhiệm của hai lớp 5 và lớp 2 này. Nối tiếp là bản tin cộng đồng cho biết về buổi phát khẩu trang miễn phí của nhà Việt Nam tại Maryland. Thưa quý vị, vào Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020, nhà Việt Nam Maryland đã tổ chức buổi phát khẩu trang miễn phí tại nhà thờ Mẹ Việt Nam thuộc thành phố Silver Spring của tiểu bang Maryland. Nhằm để đề phòng và chống lây lan của COVID-19, nhà Việt Nam Maryland đã phối hợp với nhiều tổ chức và hội đoàn vùng Hoa Thịnh Đốn để phát động may khẩu trang vải nên medical để tặng cho nhân viên và các nhà thương, cảnh sát, các vị cao niên, nhân viên bưu điện, quân nhân, người vô gia cư trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Hơn 4.000 khẩu trang được hoàn thành trong thời gian ngắn với sự tham gia bảo trợ về hiện kim cũng như nhân lực của nhiều thiện nguyện viên từ tiểu bang Virginia và Maryland và đã được phân phối tới các địa điểm nơi tuyến đầu hầu giúp chậm lại sự lây lan của dịch COVID-19 và các cơ quan duy trì các dịch vụ giúp cộng đồng khắp nơi trong vùng Washington DC. Được biết vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhà Việt Nam Maryland cũng đã phát khẩu trang miễn phí tại trung tâm thương mại Aden thuộc thành phố Fortress, Virginia.
và buổi phát khẩu trang miễn phí đã kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Hôm nay là đợt thứ hai chúng tôi đã tổ chức. Đợt thứ nhất ở tại Eden Center, đợt thứ hai tại đây. Và bản tin đời sống nối tiếp cho biết vườn thú Cyprus đã chào đón hai sư tử trắng sơ sinh. Hai con sư tử trắng đã được sinh ra trong sở thú Paphos ở tại đảo Cyprus. Những con sư tử cái 1 tuần tuổi rưỡi, một trai và một gái được sinh ra bởi Zeus và Hera. Hai con sư tử trắng 8 tuổi được đưa đến đảo này từ một sở thú ở Nam Phi. Đây là lần sinh thứ 3 của Hera và cô sư tử lần này đã tích cực chăm sóc hai con. Theo đó, Hera đã sinh 2 lần trước, một con bây giờ được 4 tháng tuổi và con kia 9 tháng tuổi. Nhưng công viên phải nuôi hai con sư tử con vì Hera đã bỏ mặc chúng. Pashoro nói rằng nó có thể là tình trạng bình yên tại công viên trống rỗng dưới thời Corona là nguyên nhân khiến Hera có những hành vi tích cực đối với các đàn con mới. Sự yên tĩnh của vườn thú cũng có thể có ảnh hưởng tích cực tới các loài động vật khác. Theo ông Bashura, vì những con khỉ, hươu, lạc đà và chim gần đây cũng vừa mới sinh. Nối tiếp là phần tin giải trí. Daniel Radcliffe sẽ tham gia đọc một phần của bộ truyện Harry Potter trên nền tảng trực tuyến J.K. Rowling cùng với nhà sản xuất Bloomsbury và Scholastic cho ra mắt nền tảng mới về Harry Potter để giúp mọi người giải trí trong thời gian ở nhà vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trang web mang tên là Harry Potter at Home cho phép người dùng truy cập miễn phí để nghe bộ truyện dưới dạng audio. Theo Unilab thì nền tảng cũng vừa cập nhật thêm tính năng mới là kể chuyện qua video. Những người nổi tiếng sẽ tham gia đọc lại các phần của bộ truyện Harry Potter. Daniel Radcliffe xác nhận sẽ tham gia đọc chương đầu của cuốn sách. Anh sẽ giới thiệu các nhân vật đến với công chúng. Không chỉ có nam diễn viên chính của Harry Potter, các ngôi sao hâm mộ bộ truyện cũng sẽ tham gia dự án này. Trong đó có Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim và đều sẽ đọc một chương ở trong cuốn sách. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự buổi tối. Kiều Trâm và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tin tức tiếp theo.